Và như vậy là chúng tôi đã có mặt tại nhà đại đội trưởng Ngôn. À, vâng, tôi đã gặp anh trong một lần gặp mặt của các đặc công của E821. Và cũng đã rất là lâu rồi, có lẽ phải đến nửa năm. Thì bây giờ chúng tôi đã có mặt tại đây, một cái nhà ở thị xã Phúc Yên. Tuy nhiên thì nó lại mang dáng dấp của một cái ngôi nhà ở một vùng quê. Có lẽ là theo quy hoạch thì nó thuộc vào thị xã, chứ còn theo như là tôi thì tôi vẫn thấy là nó hoàn toàn mang dáng dấp của một cái làng quê. Cũng như là cái con đường mà đi vào đây thì cũng vậy, mặc dù có tên phố đàng hoàng nhưng thực sự thì nó vẫn là một cái con đường làng, có đình làng, có ao và rất là đẹp. Những người đàn ông đã nhiều tuổi đang ngồi cùng với nhau, họ nói lại câu chuyện ngày xưa của thời trai trẻ. Nó lại sâu đổi cái hình K6. Và chúng ta sẽ cùng xem câu chuyện của họ như thế nào. Là từ ở bên kia là đi về chỗ Hà Tiên, xong về như vậy là đông sư đoàn để tám nhìn thêm nó có những cái những 101 sau này thì... ba anh em tôi nhầm cung à? Dạ bác, từ đã, để em phải đặt cái mic vào đã. Thế là vào lư thì mỗi anh bổ sung một lư, tôi với anh cùng chính không là hết của chị mà nói an muộn mà tình yên có ông Phiến và ông Lanh đó là đấy là ông Phiến trước là tiểu đội trưởng của tôi từ cuối đánh Tây Nam đi Nhật, và ông Lanh thì sau khi vào Tây Ninh cũng là chính viên phó tiểu đoàn. Đến khi vào An Giang thì ông là lên chính mình trưởng nóng phiến. Nói chung là bộ đội đặc công của anh quá giỏi. Ủa chết rồi, tôi nói anh chết quá nhiều. Cái đại đội tôi anh nhất trên dưới hơn 500 người. Cái việc báo cáo với anh thì ở ngoài thì khen. Thì tôi thời gian khó đấy chắc. Tôi đã nói với anh nhé, có 10 bài thôi. Có 10 bài thôi bạn này. Chúng mày như vậy là chúng mày có chó bé dê, chúng mày có già rồi, chúng mày chẳng có cái gì cả. Nghĩa là nếu như là có bé dê thì như là đơn vị tôi vào anh lên củi nhé, thì quân nhu người ta cho từ từ cái trong túi lâm trước cho mình bé thu xương mày đến vào đến đấy là nói thật với anh là cả chẳng. Tôi nói với các bác là như này này, khi mà tôi học ở lúc đó là ở Tây Nguyên ấy, nó có một cái ở Cầu Lầy, nó có một cái khu vực nó thành lập thôi. Tôi không dám gọi trường ấy, tôi không biết gọi là trường chứ, tôi không biết, nhưng mà nó đào tạo đặc công Cầu Lầy, nó đào tạo đặc công sĩ quan Cầu Lầy đúng không ạ? Tôi là ở đấy ra thực ra tôi thấy vất nhất trong cái nghề là đi góc phương vị. Ví dụ như từ đây vào trong thành hành, thế thì các ông dính sĩ quan, các ông đã lấy bản đồ ra và các ông đã tính toán hết rồi. Từ đây vào đấy là trách bắc bao nhiêu độ, xuống đón đi án chừng đi từ đây vào đấy là bao nhiêu tiếng, giao cho mình đi. Em kém hay là chuyện thế, xong bắn vào đến khi thực tập quan điểm quan ăn uống đều đề gì làm người ta bắt mình đi. Tôi cái năm đó là đã đi như thế là phải đi rừng, những cái anh nhiều lúc nhất quan niệm cho nên anh em đang đi này thế thì lại gặp một cái chiếc này phải một cái hồ hay một cái ao hay một cái gì đó thì ta lại phải đi, ta lại cắt các cái vị này chặt các vị đó là vất nhất. Như vậy là quay con gì nhỉ, đây là con muối, nó nước cơ nó đã chín đến nước cơ giả nước bọt cắn đỡ. Tôi bây giờ chẳng có điều kiện, có năm 2007 thì xong là đến nước cơ xong là bắt đầu năm 70 thì là cuối cùng năm tháng mấy năm 70 trong kia sang ta kéo ra đánh Campuchia đấy, đi đánh giặc mà mình có cảm giác như ông đi vào chỗ không người, không ông coi địch trả ra cái gì cả. Đúng rồi, tôi đang quá giỏi, tôi đang ca ngợi ông là dân Quảng Nam. Và báo cáo mấy anh là năm 67 nhưng đơn vị tôi rất nhiều Quảng Nam, sự thật tôi mới thấy một giúp bà con Quảng Nam người ta như vậy là kiếm sĩ giác ngộ anh mạng cực cả. Nhưng mà đây ba anh em tôi là nhập ngũ cùng nhau đấy. Tôi thì nó báo cáo này, anh Ngôn hôm nay anh ấy thông báo là có anh đi chơi đấy, anh đi đâu các bác, cứ đấy, nhưng mà tôi thì lại nó rất dở ấy, em ngồi đây tôi là thứ năm này, chính ngày hôm nay
chính ngày hôm nay là ngày ba anh em tôi lên đường nhập ngũ, ngày 30 tháng 11 năm 1966 ba anh em tôi lên đường nhập ngũ. Thế nhưng mà tôi này có này vâng hôm nay chính hôm nay là chúng tôi đáng nhẽ ra là tổ chức 30 tháng 11 là ở tận dưới Thụy Hương, ở dưới Phú Cường ở dưới này cơ. Thế nhưng mà vì là tôi thì rất anh em họp mặt là đại khái là chung là cái ngày rất mừng về cái thứ năm này là tôi đầy đủ phải như đón hai lần cháu 10 rưỡi tôi đón và 11 giờ 15 tôi đón hai lần cháu. Thế tôi mới điện cho các anh bảo thôi bây giờ thay đi, thôi ta kỷ niệm trước, tôi kỷ niệm vào ngày 26. Thế cho nên chính hôm nay là ngày như vậy là chứ cả ngày cứ ngày chủ nhật nhân viên nhập ngũ đấy thuận tiện ngày chủ nhật được rồi mày. Báo cáo với anh chị là này, báo cáo với anh chị là hôm nay anh có bảo tôi rằng là các anh ấy họp ở Ninh Bình thì chị là có quay và đưa lên mang. Thế thì tôi như vậy là anh bảo thì tôi về tôi mở tôi nhìn thấy chị, nhưng mà sau đó tôi mở mạng thì tôi gặp chị là quá nhiều, thôi từ phía Bắc phía Nam phía Tây rồi đến thì đến anh Hùng siêu anh Hùng Nguyễn Thanh Khối hay Phạm nhỉ, Nguyễn Thanh Khối. Thế rồi như vậy tất cả nào kia, thế thì như vậy là tôi bảo à, vừa nay vui mới là anh chị bảo tôi chị chưa biết tôi, nhưng mà tôi gặp chị nhiều quá mất rồi đấy. Thế thì bảo thế là bị ưu như là chị dạ. Hôm trước này, tôi lại tưởng anh là cũng ở C4 thì chỉ là không. A11 thôi. Thực chất là phải nói thế này. Dạ. Cái A11 này trước đây á, tiền thân của nó là đặc công của sư đoàn 1. Đặc công của sư đoàn 1 thì như vậy là sau khi đánh ở Đắk Lắk, tức là đánh Đức Lập xong, đánh trận địa pháo Tây Nam Đức Lập, thì chúng tôi được điều về Tây Ninh. Lúc đó là nó có 4 đại đội. Năm 4 là tôi là chủ lực, năm 4, năm 6, năm 8 và 60. Thế thì đi vào Tây Ninh ý, thì như vậy lúc đó chúng tôi là phiên hiệu nó là thành 28, Z28. Nhưng mà nó vẫn trực thuộc của sư đoàn 1. Thế sau này ấy, thì năm 69 ý, năm 69 thì sau nó như vậy là nó cắt một bộ phận là đi xuống đồng bằng. Thì tôi lại cái diện đi xuống đồng bằng. Thế còn lại ấy, thì anh em thì ở lại là có ông Phiến này, ông Lanh này và các anh là ở lại thì nó là 28B. Thế sau đó thì các anh vào An Giang, các anh thay tôi ở An Giang thì các anh thay thì nó mới là A11. Vâng, A11. Nhưng mà chính anh chủ chốt là tiểu đội trưởng, tiểu đoàn trưởng là anh Phiến. Trước đây là tiểu đội trưởng của tôi. Và ông Lanh khi ở Tây Ninh cũng là chính viên phó tiểu đoàn và cùng với tôi. Thế thì chính là nói là A11 thì vẫn là Z28. Mà Z28 vẫn là A11. Thế sau đó thì tôi đơn vị tôi xuống An Giang xong rồi đi Hà Tiên. Đi rạch giá. Thế còn các anh ở lại thì cái anh Ngôn ở. Ngày xưa các bác lăn lộn trong chiến trường khóc. Nói chung là cả ba bác là cùng nhập ngũ. Cần ngày đấy là ngày xưa anh em chúng tôi đi. Ngày hôm nay chính ngày hôm nay là ngày nhập ngũ, lên đường nhập ngũ. Ngày 30 tháng 11 năm 1966. Anh Tuyển thì sau khi là anh bổ sung về Tây Nguyên, sau khi anh chiến dịch Đắc Tô. Đắc Tô bên cạnh xong thì là nói chung là đầu tiên của sư 1 là chúng tôi là những người bổ sung đầu tiên. Của sư 1. Sau khi đánh với Lê Ma thì chúng tôi bổ sung sư 1 cái số quân này. Cũng là người đầu tiên luôn, cái đơn vị đầu tiên bổ sung. Thế về đây thì nó có mấy cái trung đoàn, thí dụ trung đoàn số 6, 3, 3, 3, 20, 3, 3, 95. Rồi 95, 95. một cái tỉnh đội nào đó. Đấy cho nên nó như thế. Thế thì anh em tôi thì mỗi người một trung đoàn. Tôi lúc ấy tôi về trung đoàn số 6. Sau chiến dịch Đắc Tô tôi bị thương mấy lần, xong cuối cùng là tôi được điều về cái đại đội đại đội nó gọi là đại đội 36 của sư đoàn. Cái đại đội 36 này nó gọi là cái trinh sát đặc nhiệm của sư đoàn lúc đó. Thế sau này nó cái sau khi mà xuống Tây Ninh thì đấy anh Hùng anh đặc công thì anh nói chung là cũng đơn vị phơi áo mới nè, cũng choáng luôn đúng không? Còn đánh xôi dây rồi đánh bà chiêm rồi đánh chỗ xôi hai chỗ ngã ba bên Củi đằng hai khu vực ấy.
và đen vực. Nhưng đánh mấy trận thì tại sao lại bị phơi áo? Từ đấy nói sự thật bây giờ có phải nâng cái ngõ thế này nhá. Tôi nghi rằng là có điểm, bởi vì khi đi, tôi xin nói thật, khi tôi mùng một đêm 30 dạng mùng một thì chúng tôi đang hành quân ra trận địa, thì rất may là có một đơn vị bạn cùng đi đấy, nhưng mà trời tối đen như mực, là không biết đơn vị nào, thì người ta có cái radio thì mới hò nhau tôi xin nghỉ lại để nghe cái chúc Tết của Bác Hồ. Thế sáng mùng một là chúng tôi là nghỉ, thì đêm hôm đó, đêm mùng một Tết chúng tôi đi, thì đến mùng hai Tết là chúng tôi đã đến điểm kết. Thì tối mùng ba Tết là tôi đi Điều Nguyên, sự thực là tôi chưa vào được đến nhà, bọn Mỹ nó lóng lại. Thì sáng mùng bốn là đơn vị gọi tôi lên để chuẩn bị đánh nhau. Thì đêm mùng bốn đi, sự thực là tôi là mũi trưởng chỉ huy như vậy là một khẩu bên mươi, khẩu bên mốt để chấn hai cái lô cốt đầu cầu, và đơn vị anh Ý là phụ trách như vậy cái tổ cắt rào. Cắt rào chưa cắt một nhát rào được cái thì trong nó bắn ra, sau đó là ba chiếc trực thăng trên trời nó đến và pháo ở suối đá các nơi bắn về. Thế thì tôi nói thế này, buổi chiều hôm đó thì chỗ trung đội tôi thì có một anh người ở Nam Hà là anh Toàn, thì tại trên đại đội mới bảo là cử một người đi vào trước để gặp như vậy là du kích để dẫn đường. Thế thì ra anh, tôi có nhớ mãi đến bây giờ vẫn nhớ là anh ra, anh bảo anh Hùng ơi, anh ngửi mồm em cái. Thế tôi bảo cái ngửi làm gì, nó bảo vào là cắm má cho ăn sữa. Thế thì nó, chúng tôi chưa cắt được cái rào nào cả, thì tôi nghĩ rằng là trong cái sự như vậy mình quan hệ địa phương nó nổ, cũng nhiều về An Giang, đơn vị tôi là nó rất hung, đơn vị anh Ngôn về An Giang đánh thật nào cũng được, nhưng đội tôi không đánh được. Thì sau mới biết giờ này nhé, ông tiểu đoàn trưởng tôi là ông Tuấn người Thái Bình, ông có một cái nghi ngờ, ông bảo tại sao cái thằng Bá Trung nó là bí thư mà tại sao vợ nó dưới Vĩnh Trung lại có một sạp hàng to như thế mà không được gì đấy. Thế thì sau này hóa ra là anh Ba Do anh làm huyện đại phó, anh làm gián điệp. Hôm đó là anh điếc cho cái máy bay trên đài kỹ thuật mình bắt được ấy, là đánh bom vào cái trung vào sở chỉ huy trung đoàn 61, thì đài kỹ thuật bắt được mới bắt nó mà cái cây tre dài ngang như thế, chói như này, đêm nó cởi mất. Sau đó thì tay Ba Trung nó về, thì lúc đó A11 của anh này là về rồi, về thay tôi thì tôi đi ấy. Thì như vậy là hắn làm gián điệp, thế thì nó mới dẫn biệt kích lên. Sau đó hai thằng này đi mất thì đơn vị anh này vào đánh cái nào được trận đó. Còn chúng tôi nhá, khi mà chúng tôi ở đấy nhá, là chưa đến hàng rào đã bị nó phục hết rồi, cho nên các anh này anh cứ bảo là 61 bọn tôi chả đánh được trận nào. Thế chúng tôi mới, sau đó chúng tôi về Hà Tiên thì các anh ở lại, thế cũng là từ đấy xa nhau. Thì sau này thì mãi sau chúng tôi đánh ở chi khu Kiên Lương, chắc là các anh chị cũng đã vào trong đó ở Kiên Lương. Thì như vậy là bị thương tôi sang bên Campuchia thì tôi lại gặp được anh Ngôn ở bên đó. Thế thì thực ra thì tôi nói thật với chị là đời lính thì tôi cứ coi nó như là nghĩa vụ quân sự thôi. Lúc này là phải đi thôi, chứ không bảo mà anh Dũng hay nọ thợ kia không dám, như là bác trai vừa bảo là vào nó gian khổ thì anh nào cũng gian khổ, không anh nào cũng gian khổ. Bảo nó thật, đánh đắc tô, xin thưa ba anh em tôi đi, tôi nói rằng là đánh đắc tô như vậy, bom pháo của nó. Hôm trước chúng tôi ngồi ở đồi Ngọc Trung Lam, cây cổ thụ hai ba người ôm, hôm sau bom pháo nó đánh một cái chỉ chơi như sân nhà anh Ngôn, chỉ còn cây không có cái lá nào. Thế thì như vậy là nói chung là anh nào thì ác liệt. Mà nó bây giờ như thế là trinh sát đi bẻ đường để dẫn bộ đội đi, nhưng mà cuối cùng quay lại gặp Mỹ luôn, lại đàn nó lại chặn đường luôn, nằm đánh đất tù kinh khủng. Nói năm 67 là mình lúc ấy đánh là lúc ấy mình chưa lực lượng, mình chưa lớn, mình gọi là kéo được chưa khỏi công sự mà đánh,
chứ mình có lực lượng đâu mà đánh cho nó. Năm bây giờ. Thế cho nên là lúc đó mình pháo kích vài quả xong là những cái đồi, những cái khu vực mình dự cán nó sẽ nhổ, nó đổ quân đến đấy là mình đấy. Còn thực tế là mình chưa có đủ lực lượng. Ít quân. Cái năm cái thời Mỹ nó quá mạnh anh ạ. Cái thời năm 67 ấy là quá mạnh. Nếu nhớ không nhầm là lực lượng Mỹ tại miền Nam là lớn nhất. Rồi. Như vậy như là thượng tướng thượng tướng An là sư đoàn trưởng sư đoàn 1 lúc đó ấy, như thế nào, hỏa lực mà ông ấy viết trong nhật ký Đắc Tô nhá, là vừa lính Mỹ vừa lính Ngụy là 16.000 quân, trong đó chúng tôi có trung đoàn 66 là 1, trung đoàn 174 do ông Đặng Văn Ngụy là trung đoàn trưởng 2, và trung đoàn 30 là của tôi là 3, có tất cả tổng cộng có 6.000 quân, cộng thêm cái trung đoàn 33 là trung đoàn của B3 mới được 6.000 quân. Chênh lệch nhau như vậy 16.000 thì các bác bảo là chênh lệch quá nhiều. Thế nhưng mà như ông Tướng An thì ông ấy đánh giá thì tôi chọn là được. Có một điều, đây là một cuộc va chạm giữa lực lượng Mỹ hùng mạnh và quân giải phóng, lúc đó là chính quy đấy, người ta gọi là chính quy đi. Thế cái thứ hai là ông đánh giá là tôi cho được là chính thức trong đánh nhau có khi là chết rất ít. Chào ông Cao. Gà, gà đây rồi. Nhưng mà khi rút ra thì lại hy sinh lại quá nhiều. Về báo cáo với các anh là nó bom pháo B-2 nó trần xung quanh, nó chặn. Thì ông Tướng An ông có nói rằng là rút quân bí mật. Thì lúc đó mỗi trung đoàn để lại một bộ phận là cứ như vậy là bình thường đánh nhau đánh nên đẹp cho nó thôi. Còn lại rút ra thì đấy là một cái ông Tướng An. Mấy ông Tướng Thiện là ông ấy đánh giá thì tôi cho là đúng. Thì lúc đó khi tôi vào thì lúc đó tôi chưa phải đi học đặc công. Sau đó tôi năm đó tôi đang 12-17 cơ. Mà yêu cầu là phải vào trận địa bắn lên lấy xác cơ. Tức là nó cái K4 ấy. K4 ấy là nó đánh bạt quân Mỹ sang đồi bên kia thì lệnh trên bắt chúng tôi đặt súng tại trận địa để bắn máy bay lấy xác, đúng như là ông An ông nói là bắn là hai cái máy bay. Tôi nhìn thấy nó bùng lên trước là họng súng của tôi, để nó vẫn sạch xuống mặt cho tôi như mặt mình ý, tức là nó xà xuống mặt để nó đổ quân bắn. Thế thì tôi cho là đấy. Thế mãi cho chúng tôi như vậy là đến đầu xuân 68 tôi đi đến sông Moco thì tôi bị thương, thì mới cáng nó về viện 1 Kon Tum điều trị xong cái là người ta mới về, người ta mới chọn thế là mới cho đi học xong đó thì học xong lại đưa về sư đoàn 1. Lại cứ quanh quẩn đông ra, tôi thì là cứ đầu sư đoàn 1 rồi cuối sư đoàn 1. Thực ra không ở sư đoàn 1 nhưng mà tôi là trung đoàn 61. Vâng, trung đoàn 61. Em cứ là muốn biết về cái trận Đắc Tô mà các bác vừa kể. Đắc Tô đánh nhiều trận, không biết thế nào hết chị. Chiến dịch ấy. À, chiến nhiều trận. Chiến dịch Đắc Tô thì nó thực ra nói với chị. Nói với chị nhé. Cái trận em có ý kiến này. Tức là cái Đắc Tô thì nó có nhiều trận. Rồi. 21 ngày chị ạ. 21 ngày thì tức là các bác phải chia sẻ cái phần mà mình tham dự ấy. Ở đây cả ba bác là đều chắc là đều tham dự tất. Mỗi anh một bạn. Đấy thì em muốn được nghe về cái tức là cái phần mình tham gia là một, với hai nữa là khi nói thì mình chỉ một người thôi, không là tiếng sẽ đè lên ấy. Khán giả và không nghe được. Em mời bác trước đi. Bác tên là gì ạ? Hùng. Tôi tên là Hùng. Gì Hùng ạ? Tôi Đỗ Xuân Hùng. Bác Đỗ Xuân Hùng là ở đơn vị nào ạ? Lúc đó tôi là ở D14 trung đoàn 30. Bác tên là gì ạ? Em ghi luôn. Nguyễn Văn Tuyển. Nguyễn Văn Tuyển. Bác cũng là đặc công à? Không. Tôi này là phục vụ. Mỗi ông một đơn vị này. Đơn vị nào? Đại đội vận tải. Đại đội tiểu đoàn 17 trực thuộc bộ trung đoàn sư đoàn sư e cũng 30. Tức là ba ông là cùng sư đoàn. Vâng, cùng sư đoàn. Sư đoàn là cùng sư. Em nói trước tí. Thưa quý vị và các bạn, trong một video clip về đơn vị đặc công E821 thì chúng ta đã làm quen với C trưởng C4 anh Ngôn. Hôm nay thì chúng tôi gặp nhau tại đây, tại nhà riêng của đồng chí C trưởng, và một cách ngẫu nhiên nhưng mà cũng rất là thú vị, đó là vào năm 1966 thì
ba người cựu chiến binh này đã nhập ngũ vào đúng ngày hôm nay, 30 tháng 11. Và đây là một cái sự ngẫu nhiên rất là thú vị. Và mặc dù cùng nhập ngũ một ngày nhưng họ ở ba đơn vị khác nhau, cùng thuộc trung đoàn 320. Và ba cái mảng chiến đấu sư một thôi chứ phải là một trung đoàn đấy. 320 là E đúng không anh? Vâng, E đấy. Gồm 320 rồi. F là F1. F1. Vâng. Và nông trường 1 chứ biết là nói dễ nhất thì chị cứ nói là nông trường 1, công trường 1. Thôi tí nữa anh nói. Sẽ hiểu được. Vâng, tí nữa anh nói. Những người cựu chiến binh này đã cùng nhập ngũ trong một ngày và hôm nay thì họ có mặt tại đây và chúng tôi cùng trò chuyện với họ. Qua câu chuyện thì tôi rất quan tâm đến một cái địa danh, đó là Đắc Tô. Và chúng ta cũng biết có một cái bài hát Đắc Tô mùa xuân về, có lẽ là cái địa danh này. Tuy nhiên thì hôm nay chúng ta lại nghe kể chuyện về một cái nội dung khác, đó là nội dung chiến tranh đã xảy đến với Đắc Tô như thế nào. Được nghe về một cái chiến dịch 21 ngày đêm, tuy nhiên chúng ta cũng sẽ không có tham vọng, không có đủ kỳ vọng để nghe những cựu chiến binh nói về 21 ngày đêm đó tại Đắc Tô, mà ở đây thì những cựu chiến binh sẽ chia sẻ phần tham dự của mình tại cái chiến dịch này. Và bây giờ xin giới thiệu với các bạn ông Đỗ Xuân Hùng, D14E320F1. Xin mời bác Hùng ạ. Chúng tôi là những người lính trẻ khi năm 1967 thì vào trong B3, sau đó được điều về cái sư đoàn 1, và tôi thì được về cái trung đoàn 320, lúc này nó là đơn vị như vậy là 12/7. Thực ra lúc này thì cũng nói thật với lại các anh các chị rằng người lính trẻ chưa biết cái gì. Thế thì đi thì vào, thì trước khi vào chiến dịch là chúng tôi vận chuyển như vậy là đạn dược, vũ khí là hơn chục ngày, rồi đi theo đơn vị vào. Thế chúng tôi ở 12/7 thì lúc này là chúng tôi như vậy là trong lúc này thì chúng tôi đi rất sâu. Thế nhưng mà vì là địch thì nó đi bằng trực thăng, mà chúng tôi thì đi bằng chân cho nên là không kịp. Thế thì sau đó là chúng tôi vào trong là chúng tôi lại phải quay ra. Và lúc này là chúng tôi được chốt ở cái đồi gọi là đồi, như là cán bộ đại đội nói là đồi Ngọc Sung Lan. Thì lúc đó lính mới là chưa biết cái gì cả. Thế thì ngày hôm trước và ngày hôm sau thì bom pháo là bắt đầu nó dọn và nó đánh. Nó đánh thì lúc đoàn này ấy, thì nó đổ quân. Thì ở trung đoàn 320 thì có như vậy là K4, K5 và K6. Thì lúc này là K5 là đánh ở cái đồi giáp cái đồi Ngọc Trung Lan của chúng tôi. Thì sau khi như vậy là cái trận này thì các anh đánh là rất thắng. Thế thì các anh đánh bọn Mỹ là từ cái đồi đó các anh đánh bạt sang bên kia. Thực ra lúc đó tôi nói rằng là khi hôm trước chúng tôi ngồi rừng đại ngàn. Thế nhưng mà đến hôm sau bom pháo sạch như sân nhà, không còn gì cả. Thì chúng tôi là đơn vị bắn máy bay. Thế thì lúc đó là trung đoàn lệnh là đơn vị là phải vào giữa trận địa của K4 và K5 đánh ấy, để như vậy bắn máy bay lấy xác. Thì thực ra lúc đó tôi mới là xạ thủ 3 thì chưa được ấy, vì lính 600 người ta mới là được xạ thủ 1. Thế thì sau khi chúng tôi chốt ở trên đồi, lên trên đồi toán với cả nhà, lúc đó thả bom bi xanh le, bom đạn mà lúc đó chúng tôi như vậy vào bom pháo nhiều quá mà đến mức độ là có một cây to nó đổ. Thế thì anh em chúng tôi là không cuốc xẻng gì cả mà cứ dãy tay bới đấy, là chúng tôi nằm vào như vậy là cái cây đó. Sau đó như vậy là ông tôi nhớ là ông trung đội trưởng là ông Tiệp, người ở Hà Bắc, lúc đó chỉ biết là Hà Bắc thôi, thì yêu cầu như vậy dậy là giá súng bắn. Thế sau đó đặt khi là trực thăng ấy nó phải phành đi đến, thì các anh ấy bảo là bắn chiếc thứ ba chứ không được bắn chiếc một và chiếc hai, bởi vì trực thăng kia nó xả xuống là cái mũi bao giờ nó cứ chách xuống này, nếu mà động cái là nó ấn cò là đạn như này nó kem nó bắn luôn.
thế thì đúng hai lần nó hai lần nó sàng đổ quân, thì đúng là đơn vị tôi bắn được hai chiếc. Và sau này tôi nghe ở trên cái phóng sự mà nói về của như vậy là thượng tướng An ấy nói là cái trận đó là bắn được hai cái máy bay trực thăng ấy, là chính là tôi đứng mà nó bắn, mà cái anh ấy bắn mà nó nổ, nó bung cái trước mặt như là một bó bó đuốc ở ngay trên trước mặt ấy. Đúng không, nhìn đến mặt thằng Mỹ có to đen, có cả đen và trắng mà to đúng đấy. Thế thì sau chiến dịch đó thì chúng tôi là đi là bắn máy bay lẻ. Thế thì đi được lệnh đi là bắn là các cái máy bay lẻ, nhưng mà thực ra những giai đoạn đó thì cũng không chỉ bắn được có hai chiếc. Thế còn sau đó thì đơn vị như vậy là cứ đi phục. Thế chiến dịch Đắc Tô nó cứ mở rộng, vì chiến dịch Đắc Tô của nó là trung đoàn 320 chưa phải là lúc đó đánh là chủ công, mà chính là trung đoàn 66 và trung đoàn 174 là người ta đánh là chủ công. Sư đoàn 3 à trung đoàn 320 thì đánh chưa phải là chủ công. Nhưng mà trong chiến dịch đó thì cũng rất may là bọn tôi như vậy là được tham dự, mà cũng như vậy là sau đó là cái chiến dịch đó, là như là được biết là sau ngày 20-21 gì đó là chúng tôi là được rút về phía sau. Thế còn các đơn vị bạn thì người ta vẫn phải ở lại. Thì thực ra thì nó đánh ở khu vực đó đánh rất rộng, rồi từ Ngọc Dung Dua rồi như vậy là phía tây nam Công Tum nó kia giặc thì đơn vị giải rất nhiều. Nhưng mà trung đoàn 20 tôi thì này, lại là chính là chưa phải là đơn vị đánh chủ công, cho nên chúng tôi là quanh khu vực là đồi Ngọc Dung Lan. Và cái cao điểm như là nếu tôi nhớ không nhầm là cao điểm là 285 hay cái gì đó, vì lúc đó nó thật là chúng tôi là lính mới cũng chưa biết hết. Thế nhưng mà sau này về phía sau thì chúng tôi có đi lại nhiều, tôi biết như là ở chúng tôi được ở Công Tum thì chúng tôi chỉ được như vậy là tham dự cái chiến dịch Đắc Tô, sau đó đi đầu xuân 68. Thì đầu xuân 68 thì trước khi vào đầu xuân 68 thì tôi bị thương, thì cho nên là cũng không được dự đầu xuân 68 như các anh khác. Các anh này thì các anh được dự đầu xuân 68, nhưng mà lúc đó tôi đang ở viện 1. Bác Hùng là lúc mà tham gia cái chiến dịch Đắc Tô ấy, thì khi đấy là bác là cái vai trò như thế nào? Đã bảo tôi là 12/7 mà tôi chỉ là người như vậy là chiến sĩ, như vậy là vác hòn đạn bổ vào nắp vào súng thôi, chứ còn xạ thủ 1 và xạ thủ 2 thì lúc đó là lính 65 cơ. Bởi vì báo cáo với các anh các chị rằng này, cái lính ở bên chợ chiến ý, cái lính 65 người ta còn rất nhiều. Ví dụ là trong chiến tranh thì bao giờ bộ binh có thể là hy sinh nhiều, nhưng bên chợ chiến ý, là người ta hy sinh cũng không ít. Mà lúc đó xin nói với anh các anh các chị là chúng tôi như vậy, phần lớn đơn vị tôi là các anh chị là ở Quảng Nam. Mà Quảng Nam thì nói thật là như các anh chị biết là rất gằn góc. Thế thì lúc đó là chúng tôi mới là lính mới, mà vừa mới vào. Báo cáo với chị là 12 tháng 6 thì chúng tôi mới là người là ở từ Thanh Hóa để đi vào, đến tháng 9 thì mới đến là B3 từ Công Tum. Thế xong là còn bổ sung là đi vác gạo vác nương, thì sau đó về chuẩn bị chiến dịch. Thì đến ngày đến tháng 11 dương lịch thì đánh đã tan chiến dịch rồi. Thế là chúng tôi về.